chào tất cả mọi người. Chúc các mọi người một ngày mới thật vui vẻ. Thì trước khi vào video thăm những cái tổ ong nuôi của mình thì mình xin giới thiệu đến mọi người. Ở đây mình có chuẩn bị sắt này để làm dụng cụ chiều cây mọi người nhá. Đây là cái bộ của mình thì không nói rồi, bộ này để ra đây. Thì đợt này là tất cả mình có 4 bộ mọi người ạ. Có 4 đi tìm mua được 4 loại gọi là sắt này để làm thành 4 bộ này. Thì hôm nay cũng rất là một ngày đặc biệt mọi người nhá. Hôm nay thì đúng là ngày sinh nhật của mình. Thì mình làm 4 bộ này. Mình sẽ để cho mọi người, nếu mà mọi người ai cần ấy thì liên hệ với mình nhá. Mình sẽ để giá rẻ thôi, 200.000 một bộ mọi người nhá, nhân tiện hôm nay. Còn nếu mà ngày bình thường thì mình sẽ bán 250. Còn nếu mà mọi người đặt hàng trong ngày hôm nay thì mình sẽ bán cho mọi người là 200.000 thôi, bao ship cho mọi người nhá, để mọi người lấy về có thể trèo bắt những cái tổ ong hay là những cái bụi lan ở trên cây cao mọi người nhá. Mọi người cần thì hãy đặt hàng trong ngày hôm nay nhá. Mọi người có thể để lại bình luận ở dưới video này hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với Zalo của mình. Zalo thì mình ghi ở trên góc màn hình rồi, mọi người có thể vào kết bạn Zalo nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang thăm tất cả những cái tổ ong của mình mọi người nhé. Đây là toàn cảnh cái khu vực mà mình nuôi ong mọi người nhé. Mình nuôi ong ở chỗ gốc vải với cả vườn keo. Ở đây thì mình có hai tổ to nhất là hai tổ này. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái tổ này có khi là tổ to nhất này. Tổ này hoặc là tổ trên kia, hai tổ này có khả năng là bằng nhau. Thì cái thời gian mà mưa thế này thì ong nó rất là độc mọi người ạ. Mọi người phải biết là thời gian mưa ấy, ong nó rất là độc. Tổ này rất là to mọi người nhá. Tổ này có khi bây giờ được khoảng tầm cỡ sát 2 cân rồi. Tổ này là tổ khủng nhất rồi. Tổ này với tổ trên kia. Ở vườn của mình thì đến thời điểm hiện tại mình nuôi có 30 tổ thôi. Những cái tổ ở những cái gốc cây vải đây này, tất cả những cái gốc cây vải này là mình bắt ban ngày mọi người nhá. Còn ở trên phía vườn keo kia thì mình bắt đêm. Bắt đêm thì trước kia là mình nó còn bé, bằng củ đấm bằng cái bát con là mình đã lấy về rồi. Còn những cái tổ ở dưới này thì nó cũng khá là to rồi, mình mới bắt về. Đây, ví dụ như tổ này cũng rất là đẹp nhá. Bây giờ trời mưa mình mà đi gần thì rất là nguy hiểm, ong có thể lao ra tấn công luôn. Trời nắng thì không sao nhá mọi người nhá. Trời mưa này ong cực kỳ là độc luôn. Mình không mặc bảo hộ gì đâu, mình cứ thế là đi thôi. Đây này, ong nó mà đã lao ra thì lao ra cả đàn luôn. Tổng cộng là có 30 tổ mọi người ạ. Ở vườn này thì mình có nuôi 20 mấy tổ, còn một vườn nữa. Một vườn nữa khoảng 4-5 tổ thì mình nuôi chỗ khác. Mình nuôi như vậy là mình có lý do riêng của mình nhá. Mình thử xem là năm nay ong liệu nó có bị như năm ngoái hay không. Năm ngoái thì mình bị rất là nhiều. Mình thử nuôi như vậy là để xem năm nay ong nó có bị không. Nếu mà ong ở đây bị thì ong ở trong kia sẽ không bao giờ bị nhá. Bởi vì ong ở trong cái chỗ mình nuôi kia thì có mấy tổ thử nghiệm ấy thì nó không gần ruộng lúa, với cả cũng không có gần những cái trại người ta nuôi ong mật. Mình không mặc áo bảo hộ cho nên là mình đi thăm sơ sơ thôi nhá mọi người nhá. Thăm sơ qua thôi. Mình sẽ không quay được cận cảnh từng tổ đâu. Quay sơ qua cho mọi người xem thôi. Trời mưa ong nó bù ra rất là nhiều mọi người ạ. Tổ trên kia cũng là tổ rất là to nhá. Xem cái lưới thả ong của mình vẫn treo đây. Năm ngoái là mình nuôi rất là nhiều, tầm gần 100 tổ, năm nay thì ít thôi. Năm nay thì dịch bệnh nó phức tạp lắm. Nhất là dịch bệnh phức tạp, có khi là đến mùa khai thác mình sẽ không khai thác được ấy, sẽ không bán được. Cho nên là mình cũng nuôi ít thôi. Nuôi để mà gọi là theo nghề thôi. Xem. Mưa làm mục hết cái vỏ của cái tổ bên trên nhưng mà không sao.
Ui dồi, con vừa bay xuyết qua ngang tai luôn. Tổ này là tổ trước mình lấy về là chỉ có cái tầng thôi, vỡ hết vỏ rồi. Mọi người bây giờ nhìn này. À, quay cho mọi người xem mấy cái tổ mình ghép chúa nhá. Ở trong này có 4 tổ là ghép chúa ở trong này. Những cái tổ nào mà ghép chúa thì mình treo ở ngay trong này, cái chỗ này để mình dễ nhận biết này. Đây, 4 tổ. Đấy nha mọi người nha. Tổ này là tổ đầu tiên này. À, 4 cái gốc cây vải này, gốc này, cái gốc kia. Với hai gốc dưới kia là 4 tổ này là mình ghép chúa nhá. Có nghĩa là khi mà mình đi khai thác ở ngoài tự nhiên về kìa, mình thấy có con chúa thì mình bắt về mình ghép cho vào 4 cái tổ này. Làm thử nghiệm thôi, cho mọi người xem thôi. Năm ngoái thì mình cũng ghép rồi, cũng rất là thành công mọi người nhá. Ong cũng phát triển rất là tốt. Đây. Tổ này này, kinh khủng chưa? Đây quay cho mọi người xem hai cái tổ mà mình đã gây mê nhá. Hai tổ rất là phát triển và hai tổ cũng không phát triển nhá. Tổ này nó có kiểu như là định lao ra tấn công. Bình đi như này là rất là nguy hiểm nhá mọi người nhá. Nhấn mạnh với mọi người là trời mưa này đi thăm ong này rất là nguy hiểm. Đây nhá mọi người nhá. Cái tổ trên này này, bây giờ quay cho mọi người xem. Đây. Đây chính là tổ mình gây mê này. Đây. Tổ này là gây mê nhá mọi người nhá. Tổ này gây mê nhưng mà rất là phát triển. Bởi vì cái lúc mà mình lấy về kia thì cái tổ cũng bằng cái bát tô à. Gọi là đầu mùa ấy, tổ đầu tiên ấy mọi người ạ. Mình đi mua của thằng em mình. Nó thấy ở ngay bờ đường ấy, cái tổ đấy là lúc mình bắt là mình gây mê nhá. Chính là tổ đấy phát triển này. Đây, cái hàng ở bên trên mọi người nhá. Hàng ở bên trên là thử nghiệm gây mê mọi người nhá. 4 tổ. Một tổ kia thì rất là phát triển rồi. Bây giờ lại không lên quay được cho mọi người xem, lên trên này là nguy hiểm lắm. Chưa? Gọi là cái tổ ở trên kia mọi người ạ. Tổ này này. Tổ này không được phát triển cho lắm này. Khả năng là từ giờ đến cuối vụ nó chỉ lớn như thế này thôi, nó không lớn được nữa. Với cả cái tổ ở bên cái gốc này này. Gốc này cũng là tổ gây mê này. Không thể lớn được mọi người ạ. Nó chỉ lớn được cái mức này là tổ kiểu như là sắp mục rồi. Một tổ bên này nữa mọi người ạ. Đi ngay cái tổ ong cách khoảng hơn 1 mét cũng rất là sợ. Đây. Tổ này mọi người nhá. Đây, chỉ tay cho mọi người xem 1 này, 2 này. Hai tổ này là khá là phát triển này. Tổ trên kia không phát triển này, 3 tổ này, 4 tổ này. Gây mê thử 4 tổ, trong đó có 2 tổ phát triển và 2 tổ là không phát triển nhá. Còn là ong ghép chúa thì ở trong này vừa nãy mình cũng quay rồi. Quay lại cho mọi người xem, bây giờ mình sẽ tiến vào sát vào tổ ong luôn nhá. Mình sẽ chơi liều luôn. Đây này, đi qua ngay cái chỗ ong. Đây, tổ ghép chúa đây. Cực kỳ phát triển luôn. 4 tổ nha mọi người nhá. Mọi người thấy chưa? Nó làm những cái hốc kìa. Đấy. Thấy cái tổ nào làm những cái hốc như này là quá là ok nhá. Mọi người cứ yên tâm ghép chúa nhá, không vấn đề gì đâu. Khi mà một tổ có hai chúa nó vẫn đẻ rất là đều. Có nghĩa là mỗi cái lỗ kia thì nó cũng chỉ đẻ được một con thôi. Nó không đẻ lẫn lộn đâu. Hai tổ này, mọi người thấy chưa? Tổ bên kia kìa. Bên tổ trên kia nhá. Tổ thứ ba này, ghép chúa này. Ghép chúa tự nhiên đấy mọi người. Phát triển chưa? Quá phát triển nha mọi người nhá. Tổ dưới kia nữa mọi người ạ. 4 tổ. Rất là lớn luôn. Gọi là mọi người cứ ghép chúa bình thường nhá, không vấn đề gì đâu. Mấy tổ ngoài này. Đấy mọi người thắc mắc là tại sao lại có cái cái chậu cây quất cảnh này ở đây đúng không? Cây này mình đang dự tính là cho ong vào đây nhá. Cho tổ ong lên đây. Một tổ này, cây này sẽ làm 2 tổ.
bằng hai tổ để Tết là mình chơi Tết nhé mọi người nhé, chơi Tết bằng các loại quất gì nhỉ, đột biến, quất đột biến. Trong kia sẽ để một tổ, đây một tổ, nhưng mà mình vẫn chưa làm được. Mấy hôm nay trời mưa quá không thì mình cũng làm rồi. Đợi trời nó nắng lên thì mình mới tách cái tổ ong của mình ra. Kìa kìa, tổ kia không được phát triển cho lắm, cái tổ kia. Những cái tổ nào bé vừa vừa ấy, nó vẫn phát triển nhưng mà nó không được lớn lắm ấy, thì mình sẽ cho vào cái cốt này để Tết là chơi Tết nhá. Mình làm 2-3 cây đi. Ở dưới kia mình cũng có một gốc mình đang đào lên rồi. Đây, tổ này. Đi này rất là nguy hiểm nha mọi người nhá. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Tổ bên kia rất là khủng nha, ở cái gốc vải kìa. Là mình quay sơ qua này thôi. 30 tổ mọi người nhá. Như vậy là vừa nãy mình cũng quay sơ qua mấy cái tổ ong của mình cho mọi người cùng xem rồi. Thì mọi người cũng thấy là năm nay mình nuôi rất là ít nhá. Mình nuôi tầm khoảng 30 tổ thôi. 30 tổ nếu mà nuôi tính về kinh tế thì năm nay nó không ăn thua mấy. Nhất là mình nuôi nhiều thì mình sợ là dịch bệnh ấy phức tạp ấy thì có khi là đến mùa ấy người ta cấm kiếp các kiểu là ong mình sẽ không bán được. Nếu mà bán được thì có khi là ong nó rẻ thì cũng không bó bát về nuôi. Năm nay nếu mà nuôi kinh tế thì cứ tầm cái đà này theo mình tính khoảng nếu mà xem nào 30 tổ thì khai thác tới đây khai thác vào chính vụ thì mỗi tổ chắc được khoảng 1,5 cân xô đi vô lại. 1,5 cân thì khoảng 30 tổ là 45 cân mà nhân với giá hiện tại là 180 thì nó được khoảng 8 triệu phải không nhỉ? 8 triệu, gọi là 8 triệu đi. Xong mà về sau tháng 9 nếu mà mình còn bóc được một lần nữa thì 30 tổ mỗi tổ lấy 1 cân thì được 30 cân nhân với 8 180 là thành 5 triệu. Đấy. Chắc là tầm mười mấy triệu nếu mà thành công thì được tầm mười mấy triệu. Không ăn thua nhá. Ai cũng như mình thôi mọi người ạ. Chắc chắn là mình nuôi ong là mình thứ nhất là mình phải tính là mình nuôi để bán lấy tiền rồi đúng không? Thứ hai là mình cũng muốn nuôi lấy một ít để cuối năm mình lấy chúa mình lại thử nghiệm nhân giống. Năm ngoái thì mình làm thì cũng chưa được mọi người ạ. Làm thì chưa đến mùa đông là ong chết hết rồi. Sau cái đợt thất bại đấy thì bây giờ mình lại có thêm một ít kinh nghiệm rồi. Năm nay nếu mà mình làm thì có thể là có khả năng là ong nó sẽ sống qua được mùa đông. Có thể tính mà xuân luôn. Còn vấn đề ong làm tổ hay không thì mình cũng không biết được. Chưa chắc chắn. Còn nếu mà ong nó sống qua mùa đông là khả năng năm nay mình vẫn làm được. Năm nay lại cố gắng tiếp tục mọi người nhá. Mọi người nếu mà ai có cái ít kinh nghiệm nào hay là gì đó thì có thể chia sẻ với mình nhá. Nếu mà mọi người không làm, mọi người chia sẻ với mình để mình có thể mình làm. Mình làm xong nếu mà sau này mình thành công mình lại đến mình lại chia sẻ với mọi người. Quay đi quay lại là vòng tròn là như vậy thôi. Còn đây là gốc trèo cây mọi người nhá. Đây, lần này làm có 4 bộ nhá mọi người nhá. Mỗi một cái này là hai cái cựa này là thành một bộ này. Làm 4 bộ thôi. Thì nhân tiện mai đúng là ngày sinh nhật mình quay video này. Thì nếu mọi người đặt hàng trong ngày hôm nay mình sẽ để cho mọi người là 200.000 bao ship nhá. Tính ra 200.000 bao ship thì mọi người mất 150 thôi. 150 cái bộ sản phẩm này thôi. Và 50.000 là tiền ship rồi. Đây là bộ của mình này. Kiểu cũng rất tốt nha mọi người nhá. Gọi là không có cái này thì nếu mà cây không lên được thì mình cũng không lên được. Phải có cái này mới lên được. Bây giờ mình sẽ quay ra là hàn chụp cụ treo cây luôn. Mọi người cần thì cứ liên hệ Zalo với mình nhá. Xin chào tất cả mọi người.